Chào buổi sáng em với tất cả mọi người. Mẹ em đi ra vườn bị muỗi đốt. Một cục ở trên trán luôn này. Mình cứ bị muỗi đốt ấy là kiểu gì nó cũng sưng lên. Xong thi thoảng nó còn kiểu bìm sao nhỉ, bị để lại sẹo luôn ấy. Trời mưa từ rạng sáng ngày hôm nay, từ đêm ngày hôm qua thì đúng hơn, sấm chớp mưa đùng đoàng. Cả ngày hôm qua dự báo thời tiết là mưa thì không mưa, đến đêm mới mưa. Đến bây giờ ngớt rồi. Nhà sở trích chuẩn bị đi ra ngoài à, đi chơi, đi ăn uống, đi xuống khu trung tâm mua sắm Pacific Fair. À ta, em thích sẵn sàng rồi. Em mang ba lô vào đi. Sáng nay mẹ em mặc cho em cái quần legging màu ghi đậm như là màu áo của em ấy. Thế nhưng mà em nghịch nước, thế là ướt hết. Mẹ em phải thay cho em cái quần này. Nào đây, em cho tay vào. Đem cho tay vào, em đi học nhá. Đây, mẹ giúp. Như nào? Đây, em cứ đi vòng quanh. Đây, thế này nhá, một cái. Nào, mẹ giúp. Em đi học à? Hôm nay em đi học à? Em mang ba lô đúng cách rồi, bây giờ em lại bỏ ra để làm gì? Trích lấy xe đi học nào. Quay ra đây mẹ xem nào. Quay ra đây Zoe. Quay lại đây. Có mở anh sói chỉ cho cách đi. Rafi, can you show Zoe how to use the scooter? Yes. Please. Đây để anh sói chỉ cho. Đợi anh sói chỉ cho con. Anh sói chỉ cho con cách đi scooter. Xong hai anh em đi với nhau nhá. Ok, down Rafi, down. Down, show Zoe. Con. Ok, how? What? I can't reach it. But that Zoe level. Con, nhưng mà cái cỡ đấy là để cho em. Thôi, anh lại chỉnh cái cỡ trên này rồi. Rồi, em Zoe nhìn nhá. Wow. Thấy chưa, con thấy chưa? Con nhìn thấy anh đi chưa? Bây giờ ra mày lại chỉnh thấp xuống cho con đi nhá. Bây giờ. There you go rồi. Ok, nào bây giờ đến lượt Trích. Wow. Em đi hai hàng. Con phải cho chân lên cái trên cái bàn trên đấy xong rồi con đẩy đi chứ. Wow. Cũng wow như đúng rồi. Wow. Nào đứng dậy mẹ xem nào. Mẹ chỉnh cho nào. Quay lại đây. Nào. Quay lại đây nào. Wow. Nào. Lái nó quay lại đây. Lái nó thẳng đường. Con chỉnh cho nó thẳng đường nào. Nào. Ba mẹ con em đang đợi ba em thay quần áo. Nào, quay ra đây. Nhanh. Wow. Ui. Wow. Đâm vào tường thế thì đi làm sao được. Nào Trích ơi, lại đây, quay ra đây. Go. Đi nào. Weehee. Nào. Bảo anh sói giúp nhá. Sói giúp em. Sói, nhảy xuống giúp em. Con. Nhảy xuống giúp em, chỉnh giúp em. Raphael, can you help Zoe please? Yes. Thế xuống. Không. Nào con xuống chỉnh giúp em. Xuống chỉnh scooter giúp em. Rafi. Yes. You're not helping Zoe. Please. Giúp em. Quay cái xe lại đây. Yeah. This way. Anh giúp chứ không phải là anh lấy của con. Anh giúp. Anh đang giúp con cất đôi dép này ra nhà xe cho mẹ. Tidy up.
Put this away, please. Ok. Em không cho anh giúp, anh buồn quá. Anh buồn quá. Sorry. It's okay. It's okay. You did your best. It's okay. Yes. You are very good. You did my best. To help Zoe. To bring Zoe back Zoe's hand. Oh, it's okay. It's okay. It's all good. Stand up, please. We break people's hands. It's okay. But we snap. Con ra gọi ba đi. Go daddy. Go get daddy. Get daddy ready. Okay. So we can go, yeah? I'm gonna eat your gummy. No! Can you put this one away for mommy, please? Please. Buffy, shoes away. No, this. This is your. Put it away. Oh, mommy gonna chuck it in the bin then? No. I think I put that shoe in the bin then. No, no. So put it away then. Put it away. The shoes. Daddy, Dad can help me. Yeah, ask Daddy. Can you put it away for me, Daddy, please? Hôm nay mẹ sẽ chỉ gọi hai suất đồ ăn lớn luôn cho một mình mẹ em. Phở với lại laksa đều là súp, đều là có nước ấy. Laksa thì mấy lần đến đây mình đã nhìn thấy mọi người gọi, nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn nhưng mà chưa có lần nào thử cả. Có một lần đến muốn thử muốn gọi thì họ lại hết. Nên là lần này thèm ăn phở, cũng muốn thử laksa nữa, gọi hai món luôn. À, sở thích thì gọi fish and chips với lại một ít chicken nugget cho anh em sở thích ngồi ăn. Ôi con, anh sở làm sao thế nhở? Từ lúc đến anh ngồi là cái mặt cứ kiểu gườm 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 cái bạn ở bên cạnh chứ. Raphael. Chi 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 chi. Yeah. Bây giờ cái đấy rung rung thì Trích đưa cho mẹ nhá. Trích vừa ngủ dậy. Thôi con. Dad, dad, dad. Can you put the brake on? The what? The brake. The crumb brake. There you go. Rồi. Khóa cái bánh xe lại để nó không bị di chuyển. Anh sói cứ lao đến cổ vồ là nó bị di chuyển. Ngồi con. Raphael. Would you like to have chocolate ice cream after? Yes. You need to sit nice and behave then. Yeah? Uh-oh. Zoe! Chạy ném cái này đi của mẹ. Lợn này. Má nha má. Nhưng mà không ném đi nhá. Không ném đi. Cầm thôi. Mẹ em gọi đồ ăn Việt ở cái quán này này. Ngủ rồi, bây giờ dậy nhún tay để làm gì hả con? Ngủ rồi. Em ngủ rồi. Dậy thì phải tỉnh táo chứ. Lúc ngồi trên xe Trích nhún tay anh khói hỏi: sao em Trích lại nhún tay hả mẹ? Chích lại nún tay hả mẹ? Yeah, you go first. Đồ ăn của ba em được trước à? Beep, 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 beep. Tonight daddy going to get you chicken nugget and chips. What would you like? Chippy. Chippy, yeah. Daddy going to get you chippy. Phở của mẹ Sới Trích này, phở bò. Còn đây là laksa. Laksa là mì này, nấu với nước cốt dừa, sữa dừa, curry. Yeah. That's my spoon. Nhâm nhâm nhâm.
dõi cái picture với nhau sướt chán từ lúc nào á. Eat it. The pretend one. You eat it. Thank you. Bón cho mẹ vào, ăn giả vờ, mẹ ăn giả vờ đi. Thích ăn chứ chuột. Mời mọi người ăn trưa với nhà sở trích nhé. How it's like? Is it? Con đi cạnh ba nhá. Cứ một mình một hướng thôi. Dưới này nhìn thích nhở. Càng ngày nó càng xanh tùm. Hồi mới làm cây nó còn bé, bây giờ nó lớn hết rồi. Nó xanh tùm. Come on Raphael. Ba em muốn mua quần áo. Sorry. Come on boy. That's Batman. Yeah, that's Batman. Wow. I don't know. Mini golf. Mm-hmm. What's that? Ba em chỉ sang bên Zara. Cười. Ba em cười rất kiểu nguy hiểm. Come on. Big sale. Ba em chỉ sang bên đấy đang nhìn thấy biển giảm giá. Mình hay mua đồ ở đấy cho Trích mà. Ba sở Trích chỉ sang đấy cười rất kiểu nguy hiểm là kiểu gì mẹ cũng sang đấy. Where you go now? You wanna get some? Oh, I'll go to Zara. You and boy can go to H&M. Yeah? Zoe! Hôm nay thì không phải là mẹ nhá, mà là ba nhá. Ba muốn đi xem Zara nhá. Để xem đồ cho Trích nhá. Bù hôm trước em không được mua cái gì cả. Anh sói làm gì đấy, cứ chạy lung quăng lung quăng. Dưới này có cái cây thích chưa? Lần nào đến đây mình cũng phải ngắm nghía cái cây này. Ba-da-ba. Đi con, đi đường này. Ồ. Zozo. Zozo baby. Yeah, we go right now baby. Đẹp chưa này? Đẹp nhá. Yeah, we go over here. Chuẩn bị hè. Toàn đồ mua hè mới này. Yêu chưa? Nice eh? Ruffy, is that nice? For Zoe? Oh, no. Đi vào trong kia có cỡ bé. Ngoài này là những cái cỡ lớn lớn rồi. 5 đến 14 tuổi rồi. Sói làm cái gì đấy? Ngẩng lên nhìn mẹ thế nào. Chocolate ice cream. Từ trên này nhìn xuống thích chưa? Rau củ quả. Ghế các màu trông thích nhỉ? Mấy cái đèn kia trông như kiểu là bong bóng ấy. Trông như là bong bóng xà phòng ấy. Sao nó tối thế này nhỉ? Đây rồi. Đẹp nhỉ? Đi đi con đi. Nham nham. We go to the shop. Đấy, đèn này. Yêu thế. Yeah, we might find one. Over there. Ah, ở đây bắt đầu có khuôn viên chơi rồi này. Đây con ơi, this is a playground, but you need to finish your food first. Yeah? I want to, I
con phải ăn xong thì con mới vào đấy chơi được. Phải ăn xong đã, chứ không mang đồ ăn vào trong đấy được. Ba với em Trích cho hai anh em vào đây chơi. Dad, we should leave the kid here. Wow. Mẹ em chuẩn bị đồ ăn tối đây. Rau broccolini để xào. Sói Trích rất thích ăn cái rau này và chỉ thích ăn cái thân thôi. Còn hoa với lá thì bỏ lại, để lại. Yeah hả? Hôm nay ở siêu thị họ bán cái này nhiều lắm mà nó non, nó ngon ấy. Như kiểu là đang vào mùa ấy. Yeah. Papi. 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 Betty. Em nhìn thấy rau em cuống hết cả lên. Wow, đợi mẹ nấu đã nhá. Sorry. Đợi mẹ nấu đã. Hôm nay cũng chẳng mua được cho em Trích cái gì cả. Còn đây là sườn. Mẹ em cũng bật lò lên để nướng nào. Tối nay nhà Sói Trích ăn sườn nướng với broccolini xào với bánh mì bơ. Cái kính của cái lò nướng này ấy, bên trong kia kìa, nó xước xước đến mình nghĩ là cái chủ cũ ấy họ kiểu cố lau rửa nhưng mà chắc là dùng cái gì đấy nó rát nên là nó mới bị như thế kia, nó mới bị xước. Anh Sói làm cái gì đấy? Fix cái gì hả con? Mama, anh nhìn đồ hào. Mẹ tưởng là con tự làm được. Hả? I need your help. Yeah, magic word. Please, mommy. Ok, nào, đây mẹ giúp. I'm fix. Cái xe này rất là buồn cười nhá. Không biết là xe để trưng bày hay là để chơi được nữa. Cái bánh này nếu mà mình vặn chặt vào ấy là nó không di chuyển được. Còn vặn lỏng lỏng thì nó mới xoay xoay được ấy. Mẹ nghĩ là cái xe này không... đây. Mẹ nghĩ cái xe này vì là cứ mỗi một lần nó xoay xoay thế này này thì là cái ốc vít này nó lại đẩy lên á. Move it. Cái này là bà nội mua cho Sói. It's not move. Từ từ. Từ từ đây mẹ nới ra. Đây. Thấy chưa? Fix gì phải khóc. Big boy no cry please. Buffy. Mom, big boy never cries. Why you forget? Why you sent the bus? I didn't do anything. The bus need be clean. No, I never say anything and I can see you through this window. Hello. Oh. Hi. You can't see me. Yeah. It's too small. I can see you. Can you see mommy? Can you see mommy? Hi. I can't. Hi, Buffy. I can't see you. I see you through the window. Are you a driver? I'll see you here. Are you a driver? I'm not. Đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây. I'm Buffy L. Con ngồi. Em nào để đặt em Sói đúng vào cái ô cửa này như kiểu là em đang ngồi trong xe. I'm Buffy L. Yeah. Hi. Hi. Hi, Buffy. Con cho ngón tay vào đây. Cho ngón tay vào đây. Hi. Dun! Why? Thế ở trên tầm trên này vậy? You're naughty girl right now. No. Em đang làm cái gì đấy? Em đang làm cái gì đấy? Cái này là ở đâu ra đấy? Cái này là ở đâu ra đấy? Vứt đi nhá. Oopsie daisy. Em đứng dậy. Ai bảo em đi đằng sau mẹ. Em đi đằng sau là làm sao mà mẹ nhìn thấy em được. Đi ra đây ngồi với mẹ. Ra đây ngồi chơi với mẹ nào. Wow. Mẹ xem ABC nào. ABC nào. Wow. Happy. Em muốn cái gì? Em muốn bài hát á. Bài hát nhá. Hôm nay cả nhà chỉ đi ăn uống, đi chơi loanh quanh thôi.
định là mua sắm nữa, xem có đồ gì mới, đồ hè họ bắt đầu trưng bày đồ mới rồi ý. Nhưng mà cũng không có cái đồ gì đặc biệt, không có cái gì đặc sắc cả. Không mua được cho em Trích cái gì hết. Em Trích ý, có lúc nào mà mình dự định là đi mua đồ cho Trích là y như rằng không mua được cái gì. Còn nếu như mà không dự định ý, thì đi hầu như là mua được đồ cho em. Bù lại, dự định đi mua đồ cho em Trích thì mua được đồ cho sói. Cứ kiểu đổi như thế. Tuần tới ba sói Trích không phải đi Sydney. Tuần tới ba sói Trích làm việc tại văn phòng ở đây. Nên là ba em không phải lo lắng book vé, rồi mẹ em không phải chuẩn bị hành lý cho ba em nữa. Hành lý cho tuần tới ấy. Ba em sẽ ở nhà. Nào Trích ơi, con cứ bỏ hết những cái đấy ra. Mẹ nói đến thì cũng ngẩng ngẩng mắt lên nhìn kiểu theo dõi ấy. Con ơi. Này Zoe, xếp gọn vào nhá. Cái góc này bây giờ lại bừa bộn rồi đây này. Gấu này, voi này. Này, mỗi cái một nơi này. Con xếp vào trong đấy đi. Xếp vào trong ngăn kéo cho mẹ. Cất hết tất cả mọi thứ vào trong ngăn kéo cho mẹ. Đúng rồi, trong ngăn kéo. Không lôi ra nữa. Đúng rồi, trong ngăn kéo. Đúng rồi. Đúng rồi. Kia nữa, cái đồng hồ kia nữa. Cái đồng hồ trên ghế. Không, không phải mở cái đấy ra. Cái đồng hồ trên ghế kia mà. Chị ơi, Chị nói mẹ nghe. Hoa. Chị ơi, hoa. Tin ba 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 ba. Rồi. Hoa. Ừ, mắt nháy nháy. Em Trích nói được từ hoa đấy nhá mọi người nhé. Nháy mắt mẹ xem. Nháy mắt mẹ xem nào. Mẹ xem nháy mắt buồn cười nào. Rồi. Look. Rồi. Nhìn mẹ này. Nháy mắt cơ mà. Oh. Making a mess. Oh. Thôi rồi. Thôi bày bừa ra rồi. Nơ sắp tụt xuống trán rồi kìa con kìa. Nơ sắp tụt xuống trán rồi đây này. Cậy trán rộng à? Cậy trán rộng à? Hey, chán rộng ơi. Hay à. Rồi. Con ơi. Bubble. Đúng rồi. Em đi nhóm chơi cô Chanel hát bài em rùa đi tắm ăn xà phòng xong rồi thở ra bubble ấy. Thế là em cũng ngồi em cũng bubble. Đúng rồi, anh sao cũng nhớ bài đấy. Thế còn bài Twinkle Star như nào nhỉ con nhỉ? Twinkle little star, how I wonder what you are. Wow. Up above the world so high, lovely, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Zoe, night night. Bảo em ngủ cái em cũng nằm ra luôn. Này, dạ. Này, mẹ lại mày ị thế á. Mẹ. Sao ý? Mẹ. Đúng rồi, mẹ. Bảo nói mẹ lại mày ị. Mẹ. Sao ý? Mẹ. Mẹ.
Rafi, Rafi, Rafael, mẹ, mẹ ơi, đúng rồi, mẹ ơi, con, sói thối, con, em, con nói em chích thối, yeah, oh, oh, daddy coming, daddy coming. Nghe thấy ba. Dad. Daddy. Daddy. Go go get daddy. 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 Ooh, nappy. Zoe nappies look really heavy. Really really heavy. Ba thay bỉm chích à? Dad. Can you change Zoe nappy please? Đi ra ba thay bỉm. Oh, I might take her for a bath. Bath. Yeah, if you want. Yeah. Đi 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 tắm đi con đi. Thôi đi tắm đi. Thay bỉm thế này đi tắm luôn. Tắm xong ăn tối sau. Yeah. Daddy. Ăn tối nào. Sói với chích chỉ khoái khẩu ăn rau không thôi. Ăn đi. Xong đói một tí nữa thì mẹ em làm bánh mì bơ cho. Bánh mì nướng quyết bơ. My food. We can play with Kenyan. Do you think Kenan still awake? Yeah. Ăn xong lại còn đòi đi sang chơi với anh Kenan nữa. Kenan still awake, Dad? Dad is Kenan eating her food. Maybe, yeah, maybe, okay. Yum, Zoe. That nice. They love broccoli. Broccoli. Mm-hmm. Mm. Look at Zoe, Dad. Why Ryan is turn in the... The what? The cartoon. Want Ryan spot. Why? Mẹ không biết sói đang nói cái chuyện gì đã. Why Ryan wearing a mask? It's okay. Chew it, Zoe. Chew it. Nhai chứ, phải nhai chứ. Nốt vội nốt vàng đấy con. The broccoli makes Zoe sick. Yes, a little. Thế cho nên con mới phải nhai thật kỹ. Nhai thật kỹ vào. Anh sói cắn miếng to quá. Mẹ sói chích đi ăn tối đây. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.